Như hôm trước thì chúng ta đã thấy hôm trước là chúng ta đã cùng nhau đọc cái câu chuyện, cái quyển sách là Nǐ bù nǔ lì, shěi yě gěi bù liǎo nǐ xiǎng yào de shēng huò. Nǐ bù nǔ lì, shěi yě gěi bù liǎo nǐ xiǎng yào de shēng huò, có nghĩa là nếu mà bạn không nỗ lực thì sẽ không ai có thể đưa cho bạn, sẽ không ai có thể mang đến cho bạn cái cuộc sống mà bạn mong ước được, đúng không ạ? Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với cái quyển sách này nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ dùng một, sẽ lấy một trích đoạn khác. Bởi vì quyển sách này nó rất là dày, xong có những cái đoạn thì nó khá là khó, mình nghĩ là khá là khó so với trình độ thì là trên cơ bản đấy. Nên là mình sẽ trích đoạn, những cái đoạn nào mà mình cảm thấy nó cũng hay và nó dễ hiểu, nó bao gồm những từ vựng, những cái cấu trúc đơn giản với các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ trích đoạn một đoạn ngắn ở trong trang 103 ở cuốn sách này. Hôm trước chúng mình đã học phần mở đầu rồi, hôm nay chúng mình sẽ quen tiếp với đoạn tiếp theo. Mọi người có nhìn rõ và có nghe rõ không ạ? Nếu bạn đang nhìn rõ nghe rõ thì comment một xuống nhá. Nhìn rõ chữ ấy, comment một xuống để chúng mình bắt đầu nhá. Vẫn là quyển sách này nhá. Nếu mà bạn nào mà tự đọc hết được quyển sách này ấy, thì trình độ cũng phải ở cấp thượng thừa luôn đấy các cậu. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn. Để chúng mình cùng đọc nhá. Có thể có một số bạn nào sau hay gì đó thì mình cứ bắt đầu nha. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn nhìn này, bắt đầu câu đầu tiên nhé. Đây là một trích đoạn tiếp theo ở trong trang 103 ở quyển sách Nǐ bù nǔ lì, shěi yě gěi bù liǎo nǐ xiǎng yào de shēng huò. Đi 103 页. Nǐ hǎo, nǐ hǎo. Bây giờ chúng mình cùng với bắt đầu câu chuyện là câu đầu tiên ở trong cái đoạn văn này nhé. Có没有遇到过这样一个人？有没有遇到过这样一个人？有没有 là gì? Là có hay là không có, đúng không? Có没有 này mình có thể thay thế bằng một câu khác, đó là có什么什么 mà, có没有 cái gì đó, có thể thay bằng một câu khác là có cái gì đó mà. Ví dụ là 你有没有钱? 你有没有钱? Mày có tiền không? Thì mình cũng có thể nói là 你有钱吗? Đúng rồi, mày có tiền không? Nhớ nhá, 有没有 chấm 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 bằng với 有 chấm 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 mà. Nào, 有没有遇到过? 遇到过 động từ cộng với của, hôm trước mình hình như cũng nói rồi thì phải, tức là thể hiện là mình đã có kinh nghiệm, có trải nghiệm, đã từng làm qua cái việc gì đó rồi. Ví dụ, 我去过中国了, là tao đã từng đi qua Trung Quốc rồi, đúng không? Hay 我当过老师, tôi đã từng làm qua cái nghề là nghề giáo, nghề giáo viên, đúng không ạ? Vậy ở đây, 遇到过 là gặp qua, tức là ai đã từng gặp á. 这样一个人, có nghĩa là như thế này. 这样一个人 là gặp người như thế này. Vậy cả câu 有没有遇到过这样一个人 là ai đã từng gặp cái người như thế này chưa? Tao gặp nha. Ví dụ 遇到你是命中注定, là gặp gỡ anh, đó là cái gì, ý trời rồi, đúng không ạ? Câu tiếp theo này có vẻ hơi dài nha. Đây, xem cái người như thế này là người như thế nào mà được nhắc đến trong đoạn văn nhé. Tha hǎn xǐhuān gēn nǐ liáo dōng liáo xì. Tha hǎn xǐhuān gēn nǐ liáo dōng liáo xì. Hǎn xǐhuān là rất thích, đúng rồi. Gēn nǐ, hôm trước mình học cấu trúc này rồi đúng không? Gēn ai đó tức là với ai đó. Ai đó, gēn ai đó cộng với động từ đằng sau là ai đó làm cái gì với ai đó nha. A gần B cho sở mà sở mà, ví dụ 我跟妈妈 cho fan là tôi cùng làm cơm với mẹ. Vậy trong câu này là tha hẳn xỉ hoan gần nỉ léo tu léo xì. Léo tu léo xì tức là léo ở trong này là léo theo, léo theo là trò chuyện tán gẫu ấy. Vậy léo tu léo xì có nghĩa là
trò chuyện cái này tán gẫu cái kia đúng không? Mình có từ tung xì à, ví dụ như là quận nhịp biết chỗ tung chỗ xì à, tức là mày đừng có chạy lung tung á, lúc thì chạy chỗ này, lúc thì chạy chỗ kia, à, nhịp biết chỗ tung chỗ xì là, hay là nhịp biết quăng tung quăng xì là, quăng ở đây là vọng là nhìn, à, mày đừng có mà kiểu liếc mắt đông tây nữa, đừng có mày nhìn bên này nhìn bên nọ nữa được không? Vậy thì cả câu này là tha khấy chỉ hoàn cân nhỉ léo tù léo xì, anh ấy người ta họ rất là thích buôn chuyện này với bạn, tán gẫu chuyện kia với bạn. Dễ sứ tráng cân nhỉ. Đây, câu tiếp theo. Dễ sứ tráng cân nhỉ phân xiảng sân hồ chung tờ điển điển đi đi. Dễ sứ tráng cân nhỉ phân xiảng sân hồ chung tờ điển điển đi đi. Đây là cũng mọi người đều biết rồi đúng không? Sứ tráng tức là chỉ cái kiểu như thường thường ấy. Sứ ở đây là sứ kiện, tráng là tráng tráng. À, sứ ở đây là平时kiểu bình thường ấy. Tráng là thường thường. Dễ sứ tráng cân nhỉ phân xiảng. À, cái từ phân xiảng này, phân xiảng chính là share. Phân xiảng chính là share là chia sẻ. Đúng rồi, là chia sẻ. Dễ sứ tráng cân nhỉ phân xiảng. Cũng thường chia sẻ với bạn. Sống hồ chung tờ tiền tiền đi đi. Sống hồ chung là trong cuộc sống. Nhớ nhé. Cái từ cái gì đó. Tại sớm mà sớm mà. Tại sớm mà sớm mà chung. Ý là chỉ cái phạm vi. Cái giới hạn. Cái phạm vi. Ví dụ. Tại vô xiang xiang chung. Tại vô xiang xiang chung là trong cái tưởng tượng của tao đúng không? Trải sớm sớm chung là chỉ cái phạm vi cái giới hạn. Vậy ở đây trải sâu hồ chung là trong cuộc sống đúng rồi. Sâu hồ chung là tiến tiện ti ti. À đây là từ lấy nhé các bạn. Y tiện y ti. Tiến tiện ti ti. Tức là một từng chút từng xíu từ tẹo từ teo một đấy. Vậy cả câu này này. Dễ sứ tráng cân nhỉ phân xiảng sâu hồ chung là tiến tiện ti ti. Có nghĩa là bình thường cũng rất là hay chia sẻ với bạn từng chút một ở trong cuộc sống nha. Ok, chúng mình sẽ cùng đọc lại từ đầu câu này nhá. Tha khấy xỉ hoan cân nhỉ léo tùng léo xi dễ sứ tráng cân nhỉ phân xiảng sân hồ chung tờ điển điển đi đi. Trong câu này thì chúng mình biết thêm từ mới là gì nhỉ? Phân xiảng và điển điển đi đi. Đúng rồi. Tiếp theo nha. Dễ ấu ở à, có đây có từ ấu ở. Ấu ở có nghĩa là đôi lúc thỉnh thoảng nha. Cái đoạn văn hôm nay ấy có rất là nhiều từ mới hay đấy, bản thân mình thấy có rất là nhiều từ mới xin xe, tức là từ mới nó thật sự là rất là mới đấy các bạn. À, chúng mình nghe một chút nha. Dễ ấu ở dùng y chủng mạo sư rân trần đặc khai khẩu chi xua. À,不是, khai xiao, khai xiao khẩu chi. Nó từ khai quái xiao. Để cho mình tính xem lại trong sách. Rên chân tờ quán xiao khẩu chi. Đây, xỉa sai này. Rên chân tờ quán xiao khẩu chi nha. Mình gõ lại từ này. Quán xiao nhìn thấy nó sai sai á, ok. Mình đọc lại nha. Dễ ấu ở dùng y chủng mạo sư rân trần đờ quán xiao khẩu chi xua. À, dễ ấu ở bên trên, ở chỗ này. Sứ tráng. Ở bên trên. Ở đâu mất tiêu à? Dùng màu khác cho các bạn. Sứ tráng này là thường 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 xuyên nhá. Vậy thì từ ngược lại của nó ấu ở có nghĩa là ấu ở có nghĩa là thi thoảng đôi lúc. Dùng
dùng一种貌似 à. Các bạn có biết từ mạo sư này là gì không? Mạo ở đây có nghĩa là ngoại quan à. Mạo là kiểu như ví dụ như các bạn hay thấy từ rúng mạo là dung mạo ấy, từ mạo ở đây có nghĩa là vẻ ngoài. Sự ở đây có nghĩa là giống như là. Vậy mạo sư có nghĩa là vẻ ngoài giống như là. Nhớ nhá, mạo sư là vẻ ngoài giống như là. Rần chân đây, dùng y chủng mạo sư rần chân à. Thế thì mình sẽ học luôn cả cụm nhá. Mình gạch chân chân đi. Ok, mạo sư rần chân đây. Mạo sư là vẻ ngoài giống như là. Rần chân có nghĩa là. Rần chân có nghĩa là nghiêm túc. Vậy mạo sư rần chân có nghĩa là vẻ ngoài giống như là nghiêm túc à, tức là vẻ ngoài đó nhá. Nhớ nhá, bởi vì là nó là có từ mạo, mà mạo là vẻ ngoài rồi à, cũng thường thường dùng cái vẻ ngoài giống như là nghiêm túc. Tờ quái xiao khẩu chi, ở đây có từ quái xiao. Quái xiao các bạn biết là gì không? Các bạn gõ xuống nào. Khai quái xiao là gì? Ai biết khai quái xiao là gì thì gõ xuống nhá. Ok, các bạn gõ xuống nào. Khai quái xiao, khai quái xiao là gì? Ai biết thì gõ xuống nha. Khai quán xiao, gõ xuống nghĩa một từ khai quán xiao. Mình sẽ chờ xem có ai đó gõ xuống không mà mình sẽ đọc tiếp nha. Từ này dễ, với cả các bạn phải tương tác với mình thì nhiều khi các bạn nghe ngủ quên mất đấy. Mình để bảo bạn tương tác lại thì mới biết là đang thích. Đó, gõ xuống phát cụt mắt cụt view luôn là sao? Trốn cô à? Khai quán xào là gì? Gõ xuống nha. Đùa. Rồi. Ví dụ mình nói gì đó mà bạn mình nó tức giận lên, mình sẽ chữa cháy bằng cách như là em vừa khai quán xào đó, vừa khai quán xào đó. Nói đùa. Đúng rồi, nói trêu, nói đùa. À, vui thôi đừng vui quá đúng không? Khai quái sợ nói đùa. Rồi trò đùa nói đùa chính xác nào. Mình tiếp tục thôi đấy, phải có người tương tác này mình có hứng để nói tiếp với cậu ạ, không cứ thao thao bất tuyệt của mình buồn lắm. Ok, để ở dùng y chủng mạo sư rân chân. Mạo sư rân chân là ra vẻ là nghiêm túc, có vẻ ngoài giống như là nghiêm túc nha. Từ quán xiao khẩu chi à, từ quán xiao đây các bạn đều đã biết là một cái trò đùa, là một câu nói đùa, là một sự đùa giỡn đúng không ạ? Nhưng ở đây chắc chắn cái từ quán xiao khẩu chi này các bạn chưa biết này. Ở đây quán xiao khẩu chi, các bạn đều đã biết quán xiao là câu nói đùa, là trò đùa, trò giỡn đúng không? Vậy nhưng mà quán xiao khẩu chi, quán xiao khẩu chi này nó có nghĩa là một cái câu nói đùa nghiêm túc, từ một cái câu nói đùa mà người nghe không phân biệt được thật giả. Ví dụ như là chúng ta có rất nhiều người mượn cái ngày mùng 1 tháng 4 ấy, ngày cá tháng 4 để tỏ tình chẳng hạn, đúng không ạ? Tức là trong lòng có tâm sự muốn nói ra nhưng mà lại ngại chẳng hạn, và mình ngụy trang câu nói của chúng mình như một câu nói đùa chẳng hạn. Đấy thì đấy cũng là một dạng quán xào khẩu chi, tức là nói đùa mà như nói thật, là kiểu kiểu nói câu nói đùa nhìn nó rất là nghiêm túc ấy, đúng không ạ? Rất là dễ cho người ta không phân biệt đâu là thật đâu là giả, thì cái câu nói đùa dạng như vậy gọi là quán xào khẩu chi. Vậy bây giờ chúng mình cùng nói lại cái câu này nhé. Để ở dùng ý chủ mạo sư rân chân đầu quán xào khẩu chi số của sĩ khoan nhỉ à. Ở đây có nghĩa là cái người mà chúng ta đang đề cập đến, một một người nào đó trong cái đoạn văn này mà chúng ta đang đề cập đến đây, thì họ thông thường họ sứ trắng cân của mình phân xẻng sông của trung tớ tiến tiến đi đi à, tức là họ thường sẽ chia sẻ với chúng ta tất cả những cái điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dễ ổ ở dùng ý chủ mạo sự rên rên đầu quán cho khẩu chi số của sĩ khoan nhị, có nghĩa là thỉnh thoảng thì họ cũng dùng cái vẻ ngoài nghiêm túc với những cái câu đùa như là tôi thích bạn, em thích anh, là anh thích em đó. Ý nghĩa của cái cụm này là vậy nhá. Tiếp theo nè. Họ hay chia sẻ với chúng ta như thế, hay đùa giỡn với chúng ta như vậy.
hay nói, thậm chí có lúc còn đã nói kiểu ra vẻ rất là nghiêm túc là vô chiều hoa nhỉ khở nam chiều lọ khở nam chiều lọ khở ở đây có nghĩa là khở sự nhưng đúng không, khở này có nghĩa là khở sự nhưng nam nam như thế cái gì đó, thế cái gì đó như thế thường nói ví dụ nó sẽ cộng với tính từ. Ở đây chiều có nghĩa là lâu, nam mà chiều lợ à, lâu như thế khở nam mà chiều lợ nhưng mà đã lâu như vậy tha chê. Từ chê, chê này nó thể hiện cái sự nó thể hiện cái sự tương phản với vế đằng trước. Ví dụ trong một câu có vế A và vế B thì từ chê này ở giữa nhằm thể hiện cái sự tương phản của hai cái A và B. Mình bởi vì cái, những cái buổi đọc truyện như thế này nó sẽ mang tính khẩu ngữ nhiều hơn nên mình sẽ không muốn phân tích nhiều ngữ pháp, mình nói để cho các bạn hiểu một cách nôm na nhất, một cách dễ dàng nhất, một cách nông dân nhất nha. Ví dụ a sờ mờ sờ mờ chê bi à, ví dụ mình có thể nói là ní yǒu nà mè duō qiān qué bù jiē gěi wǒ, ní yǒu nà mè duō qiān qué bù jiē gěi wǒ, tức là mày có nhiều tiền như thế mà lại không cho tao vay đúng không. Từ chê này nó có thể hiểu là lại mà lại, vậy ở đây khở nà mè jiǒu lè tā qué à, tức là nhưng mà đã lâu như vậy rồi anh ấy lại tức là phản lại cái vấn đề lúc trước nhé. Chống lại mấy yếu tuy nhỉ xua của chống lại mấy yếu tuy nhỉ xua của chống lại là gì, chống lại có nghĩa là từ trước đến giờ, chống lại từ trước đến giờ mấy yếu không có tuy nhỉ xua của à, tuy nhỉ xua có nghĩa là nói với bạn tuy nhỉ xua à, lão sư dạy tuy nhỉ mình xua sầm sầm đúng không, nói với bạn nhá xua qua nói từ trước đến giờ chưa từng, ví dụ chúng lái mấy sầm sầm qua tức là từ trước đến giờ chưa từng làm cái việc đó được chưa, chúng lái mấy dỗ chấm 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 qua có nghĩa là từ trước đến nay chưa từng làm qua cái việc đó. Mình sẽ nói chậm lại một lần nữa bạn ghi nhá, chống lại mấy dỗ chấm 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 của tức là từ xưa đến nay, từ trước đến nay chưa từng làm qua cái việc đó à. Tha chê chống lại mấy dỗ tuy nhỉ xua của của mình chạy ý chỉ và của mình chạy ý chỉ và à, chạy ý chỉ này là ở bên nhau, ở cạnh nhau, ở cùng nhau à, nhưng nó không hoàn toàn là kiểu cái nghĩa là hai người phải sống về cùng một nhà đâu nhá. Chai y chỉ ở đây có nghĩa là hai người yêu nhau, bên nhau thì mình có thể gọi là chai y chỉ chứ không phải thật sự là chai y chỉ theo kiểu sống thử hay sống cùng thì mới gọi là chai y chỉ nhá. Hai người họ đồng ý bày tỏ với nhau, yêu thương nhau, chấp nhận hẹn hò với nhau à, thì đấy cũng gọi là chai y chỉ nha, chứ không phải nói là em của cơ của ba bà mau mà chạy y chỉ cái kiểu chạy y chỉ đấy nhá, nó có thể là ở cùng có thể là không ở cùng. Và mình sẽ lặp lại câu này nhá, khở nam mà chiều lợ tha chuyện chống lại mấy yếu tuy nhỉ xua của bọn mình chạy y chỉ và à, cả câu này dịch sẽ là nhưng đã lâu như vậy rồi anh ấy lại không hề nói, anh ấy lại chưa từng nói qua với bạn rằng chúng mình ở bên nhau đi. Câu này chưa, tiếp theo nhá. Tha hò xiang, hò xiang hình như giống như là hò xiang ấy, hò xiang zài xia yu à, à hình như là đang mưa đúng không, ấy hò xiang zài xia yu à, hình như là đang mưa đúng không, hò xiang ở đây giống như là hình như là. Tha hò xiang zhen de man xi huan ni, man xi huan ở đây chính là hen xi huan de yi zi à, câu man này thông thường người Trung Quốc hay dùng, hay dùng nghe khẩn cũng được, nói khẩn cũng được nhưng mà đôi khi cái từ khẩn đấy nghe nó hơi kiểu đúng kiểu người nước ngoài học tiếng Trung ấy. Tha hò xiang zhen de man xi huan ni, man xi huan de jiu shi hen xi huan hen xi huan de yi zi à. Yào bù ran nếu không thì, yào bù ran nếu không thì, yào bù ran zen me tian tian you jing li,
要不然怎么天天有精力跟你聊天，对不？刘空弟怎么天天的来浪来闹工，对不？天天有精力的要搞事了，搞事了，事了，跟你聊天啊，问卷过明白？大哥，你们再答不来呀？他好像真的蛮喜欢你的，俺儿子又来。真的吗？要不然怎么天天有精力跟你聊天？刘空提，làm sao mà ngày nào cũng có sức lực để nói chuyện với bạn, đúng không ạ?要不然怎么này là làm cách nào đó, làm cách nào đó, đúng không? 要不然怎么天天有精力跟你聊天？刘空提，làm sao mà ngày nào cũng nói chuyện bạn thì được, đúng không? Tiếp theo nhá,但ở đây có nghĩa là但他好像啊，不能都好像的来呢，但他好像也没那么喜欢你，没那么滴滴滴的，没那么喜欢你，对吧？不好听的木的啊，ở bên trên mình có câu là他好像真的蛮喜欢你，他好像真的蛮喜欢你。Nếu không thì làm sao ngày nào nói chuyện được không? Câu ở dưới nhé. Ta họ xem gì mấy năm mới xỉu qua nhỉ? Nhưng anh ấy hình như cũng chả thích bạn đến mức đó. Yào bù rán. Nếu không thì, lại một lần nữa, cái này lặp lại. Yào bù rán. Zěme jiù shì. Từ ở trong cái câu này mình có thể bỏ từ shì đi. Cũng được. Zěme jiù shì thì nó sẽ đúng hơn. Yào bù rán. Zěme jiù shì. Bù gěn nǐ zài yì qǐ. Xin lỗi, lại học nhầm cũng quen mồm ấy. Bạn ta họ xem nhỉ mấy năm mới xí hoa nhỉ. Yào bù rán, zěme jiù bù gěn nǐ zài yì qǐ. Nhưng mà hình như anh cũng chả thích bạn lắm. Bởi vì nếu không thì làm sao mà lại không không ở bên cạnh bạn. Tức là không yêu, không hẹn hò với bạn ấy. Ở đây mình sẽ hiểu thoáng là như thế nhé. Mình sẽ đọc lại hạ cả hai câu này. Bởi vì về trên về dưới nó có sự liên quan đến nhau nhé. 他好像真的蛮喜欢你，要不然怎么天天有精力跟你聊天？但他好像也没那么喜欢你，要不然怎么就是不跟你在一起啊？好耶啦，哎呀，日语又来，可是的，对吧？刘空提兰上网来呢，我是不得聊天的吧？因为，因为，哎呀，日语又来，不空提吧？你们哎，刘空提，为啥来空我们改？không hẹn hò cùng bạn nha. Tiếp theo nào, của mình dụng sự là lúc nào cũng luôn luôn. Dụng sự ví dụ, của mama dụng sự mau của mẹ tao lúc nào cũng mắng tao đúng không? Của mama dụng sự mau của mình dụng sự hẳn rúng y rất là dễ dàng, dễ dãi dễ dàng. 我们总是很容易心甘情愿，心甘情愿，怎样啊？心甘情愿就是总是来，论论弄老公容易来，咧咱心甘情愿，我 nghĩa là tâm cam tình nguyện. Mà Việt Nam mình hay nói là cam tâm tình nguyện ấy, cam tâm tức là rất là kiểu mình rất là tình nguyện làm một cái việc gì đó, đúng không? Mình rất là không hề có cái sự nề hà để cam tâm tình nguyện. Rồi, của mình tổng sự hẳn rủng ý, xin can chính yên, xỉ khoan sang ý cơ rến, xỉ khoan sang, xỉ khoan sang ý cơ rến. Nhớ nhớ, của mình tổng sự hẳn rủng ý, xin can chính yên, xỉ khoan sang ý cơ rến, chúng ta thường rất là dễ dàng cam tâm tình nguyện thích một người. Yêu tự do tố chính à, tự do tố chính rồi, tự do tố chính, tự do tố chính là kiểu tự mình đa tình ấy, tự tác đa tình tức là tự mình suy nghĩ nhiều, tự mình tưởng là như vậy, tự mình tưởng mình là cái vị trí của mình rất là quan trọng trong lòng của đối phương, tự mình tưởng mình là người trong mộng của họ, tự mình tưởng là họ rất yêu mình,
tự mình tưởng là vị trí của mình không thể thay thế, tự mình tưởng là thế này, tự mình tưởng là thế kia, thì tất cả các thể loại tự mình tưởng ra đó, nó gọi là sự sủa của chính. À, trong phim hay trong chuyện ngôn tình các bạn cũng hay thấy ta nói câu là à là tại em tự đa tình đúng không ạ? Người ta không nghĩ như thế, mình cứ tự tưởng tượng cho nó hoa mỹ lên, đó là sự sủa của chính, được chưa? À, yêu tự sủa của chính, ý với tự chỉ ta cái bây giờ quan trọng bảo tự sủa của chính. Ỷ với ở đây là gì? Ỷ với ở đây là tưởng. Ỷ với tự chỉ ta cái bây giờ quan trọng bây giờ quan trọng bảo. Bởi vì sao ở đây lại có từ ta cái? Bởi vì sao nhỉ? À, bởi vì nó thể hiện cái sự mơ hồ. Bởi vì là sao nhỉ? Sự chua tua chính, tự mình đa tình, tự mình nghĩ như vậy, nên là nó không có một sự xác nhận từ đối phương. Chính vì không có cái sự xác nhận từ đối phương đó, nên chúng ta dùng từ ta cai để thể hiện sự mơ hồ trong cái mối quan hệ này, đúng không? Vì mình người ta đâu có xác nhận là người ta yêu mình hay là ghét mình đâu, mình cứ tự tưởng tượng ra thôi, nên là nó có sự mơ hồ. Ta cai ở đây là khoảng khoảng, đại khái. Đó. Trời ơi, thành tiết văn học, phân tích văn học luôn rồi. Thành tiết phân tích văn học đó, thì các bạn hiểu một điều là bởi vì ở đây đều là cô gái hoặc là chàng trai hoặc là ai đó đang tự chua tua chín, nên là không có sự xác nhận từ đối phương, nên họ phải dùng từ ta cai. Ờ, đại khái mình đã được thích rồi đúng không? À, yêu tự chua tua chín ý với tự chỉ ta cai bây xỉ quan rồi bà. Đại khái là nghĩ rằng mình đã được thích rồi. Ok, mình sẽ đọc lại cả câu đấy nhé. 我们总是很容易心甘情愿喜欢上一个人，有自作多情以为自己大概非喜欢这吧。 Chúng ta thường hay rất là dễ dàng cam tâm tình nguyện thích một ai đó, rồi sau đó lại tự mình đa tình tưởng tượng rằng bản thân đã được thích rồi, đã được họ thích rồi. Okay. Vậy thì trong cả cái bài ngày hôm nay có một số những cái từ mới và một số những cái cấu trúc mà nhất định các bạn cần phải nhớ, nó khá là hay, là ở dưới nó không nhiều nhưng rất là hay. Mình sẽ lặp lại một số từ mà mình cho là từ mới trong cái đoạn văn ngày hôm nay để các bạn một lần nữa được được lặp lại kiến thức nhé. Từ đầu tiên, ủy to. Ủy to có nghĩa là gặp 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 ai đó. Nó cứ đi chạy chạy nhỉ. Yǒu měi yǒu ủy to guō zhěyǎng yī gè rén? À, có, các bạn đã từng gặp gỡ một cái từng gặp một cái kiểu người như thế này chưa nhá? Sứ chẳng thường thường phân xiǎng chia sẻ chia sẻ. Ví dụ các bạn ở trên Facebook ấy có cái thông tin nào hay hay là có cái bài post bài viết nào hay mà các bạn cũng hay ấn vào nút chia sẻ thì đấy cũng gọi là phân xiǎng nhá, phân xiǎng. Ví dụ bây giờ các bạn có thể phân xiǎng cái livestream kể chuyện này đi, phân xiǎng cái livestream đọc sách này đi chẳng hạn đó, phân xiǎng chia sẻ nhá. Từ phân xiǎng chia sẻ tiếp theo. Điểm điểm đi đi. Điểm điểm đi đi là từng chút từng ít một. Ví dụ như là Nhi sứ chẳng cần nhì phân xiảng sân hồ chung điểm điểm đi đi. Tức là chia sẻ với các bạn từng chút từng ít một trong cuộc sống. Ở đây ngược lại với sứ chẳng ở bên trên là ấu ở. Ấu ở. Ấu ở có nghĩa là thỉnh thoảng đôi khi đôi lúc. Ấu ở. Tha ấu ở kế của chùa phan. À, nó thỉnh thoảng nấu cơm thôi. Đúng không ạ? Mạo sự. Mạo sự là vẻ ngoài giống như là, nhớ nhá, đấy thấy chưa, tiếng Trung nó hay ở chỗ nó thâm thúy, ở chỗ nó sâu sắc, ở chỗ là một đoạn một câu mấy từ dịch ra tiếng Việt phải dài như thế này nhưng mà thành tiếng Trung có hai chữ thôi à. Mạo sự vẻ ngoài giống như là, mạo sự rèn chân vẻ ngoài giống như là nghiêm túc, quán xiao khẩu chi, quán xiao khẩu chi câu đùa mà như nói thật đúng không ạ, đùa kiểu nghiêm túc ấy. Đấy, đôi khi là mượn cái quán trao khẩu chi này để nói ra nỗi niềm tâm sự của mình. Là sao? Nếu mà ví dụ tỏ tình chẳng hạn, nó nhận lời thì tốt, coi như mình nói thật, nhưng nếu mà chẳng may mà bị từ chối ấy, thì cũng coi như một câu nói đùa, không bị xấu hổ, không bị quê đúng không? Tiếp theo, khở na mà chịu rồi nhưng mà đã lâu như thế rồi. Khở na mà chịu rồi nhưng đã lâu như thế rồi. Chê, nó thể hiện sự tương phản, sự ngược lại của hai vế đúng không? Vế A như thế nào đó xong rồi chuyện xong rồi vế B thì vế B vế A nhất định là sẽ không liên quan đến nhau, tức là nó không có một sự logic ý, nó sẽ ngược logic của nhau đúng không ạ? Ờ, chúng lái từ trước đến giờ chúng lái mấy dậu tuy nhỉ sớm sớm à quên nhầm chúng lái mấy dậu cái gì đó của, tức là từ trước giờ chưa làm qua cái gì đó. Chạy y chỉ ở đây có nghĩa là ở bên nhau,
ở bên nhau theo nghĩa hẹn hò yêu đương ở cạnh nhau. Họ xiao hình như là giống như là mán xỉ hoan, chưa sự khẩn xỉ hoan để ý sợ. Mán đây có thể hiểu thành khẩn. Yào bu rán, nếu không thì zěn mě, làm sao mà jīng lì, sức lực, tinh lực, đúng không ạ? Mấy năm mà xỉ hoan nhỉ, cũng chả thích mày như thế. Zǒng shì, luôn luôn, lúc nào cũng rúng ý, dễ dàng. Xin can chính nguyện, cam tâm tình nguyện. Tự chua tua chiến, tự tác đa tình, có nghĩa tự mình tưởng tượng, nó tự mình nghĩ, chứ thực ra nó cũng chẳng phải thế. Ỷ quế tưởng ỷ, các bạn hay nếu mà một ai đó hay bị nhầm ỷ quế với cả rân quế thì như nhớ nhá, ỷ quế là tưởng, còn rân quế là cho rằng. Ỷ quế là tưởng, tức là mình tưởng như này nhưng nó lại như thế kia, còn rân quế là quan điểm của tao là như này. Ta cai đại khái khoảng khoảng. Ok, bây giờ mình sẽ đọc lại cả cái đoạn này một lần nữa để cho các bạn. Lần này các bạn tập trung vào gì nhỉ? Lần 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 nghe tiếp theo này các bạn tập trung vào gì, vào chữ à, vào từ vựng hay vào ngữ pháp hay vào gì? Chúng mình sẽ tập trung vào âm thanh nha, không cần nhìn cái gì cũng được, nghe thôi, nghe từng câu từng chữ, bởi vì cái khả năng, cái kỹ năng nghe rất là quan trọng. Các bạn nghe tốt thì các bạn mới phản xạ tốt trong giao tiếp được, chứ không phải nghe xong nó nói một câu mình ngớ là nhéo ngơ không hiểu, hỏng hết cả chương trình. Nào các bạn đã sẵn sàng nghe lại chưa thì comment một xuống để mình đọc lại một lần nữa nào. Đôi khi các bạn nhìn vào đoạn văn này, nhìn từng chữ các bạn sẽ thấy ở nó dễ, các bạn sẽ hiểu được, nhưng mà đôi khi kiểu mình chỉ nghe người khác nói thôi ấy thì nó lại. Nên lần này chúng mình sẽ tập trung vào âm thanh thôi nhá, sẽ chỉ nghe thôi. Ai mà đã sẵn sàng comment một xuống nào. Ok, bạn Quỳnh Trang ngồi từ đầu đến giờ này, bạn Chi Linh Trần nữa. Ok, chúng mình sẽ cùng đọc lại nhá, và nhớ không cần sáng tạo, các bạn cứ làm theo thôi, làm theo cô bảo gì thì làm theo, thế tự nhiên rồi. Nhớ nhá, tập trung vào âm thanh, chúng mình cùng đọc lại đoạn này. Không cần nhìn nhá, nhìn nó lại thành ra luyện đọc rồi. Có mấy có gặp được một người như thế không? 他很喜欢跟你聊动聊心，也时常跟你分享生活中的点点滴滴，也偶尔用你。 Xin lỗi, đọc lại từ đầu. Cancel, đọc bị bấp là không thích đọc nữa rồi. Đọc lại nhé. 有没有遇到过这样一个人？他很喜欢跟你聊动聊心，也时常跟你分享生活中的点点滴滴。 也偶尔用一种貌似认真的玩笑口气说"我喜欢你"，可那么久了，他却从来没有对你说过"我们在一起吧"。他好像真的蛮喜欢你的，要不然怎么天天有精力跟你聊天？但他好像也没那么喜欢你，要不然。 怎么就是不跟你在一起？我们总是很容易心甘情愿喜欢上一个人，有自作多情，以为自己大概被喜欢着吧。Đoạn này đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có thể một lần nữa tự dịch lại câu chuyện nhé. À, tự dịch lại đoạn văn này nhé. Thì mình nghĩ đoạn văn này cũng là tâm sự của khá nhiều cô gái. Cô gái phù hợp chàng trai mình nghĩ như thế. Đấy, mình thấy là nó cũng khá là ngôn tình ấy. Thế nên là vẫn như mọi lần, mình mong muốn là sau mỗi buổi ngồi nghe đọc sách hay ngồi nghe kể chuyện như thế này, các bạn hãy tự ghi chép lại những cái điều mà các bạn cho là quan trọng. Sau đó có thể ví dụ nó là từ mới hay là cấu trúc câu chẳng hạn, ghi thôi chưa đủ, các bạn hãy đặt câu với nó, đặt câu xong chưa đủ, các bạn phải dùng đi dùng lại, dùng đi dùng lại, dùng đi dùng lại, dùng đi dùng lại nó, được chưa? Và nếu như có thể thì các bạn hãy viết lại đoạn văn này, thu âm hoặc quay clip lại nó và nộp vào trong nhóm giúp bạn học tiếng Trung, được chưa? Giống như mỗi lần mình thấy đều có mười mấy người xem, nhóm này nhóm mới, nhóm này mình lập 3 năm trước và bây giờ mình dùng ấy. Mỗi lần có mười mấy người xem nhưng mà chỉ có 1 đến 2 người nộp bài tập thôi chẳng hạn. Đấy, thì cũng có thể là nó đơn giản quá với các bạn, mà có thể các bạn quá bận rộn vân vân, có rất là nhiều lý do để ngăn cản chúng ta không làm bài tập. Có rất là nhiều lý do để ngăn cản chúng ta giỏi lên. Nhưng mà lựa chọn là chấp nhận lý do hay là lựa chọn là muốn đạt được kết quả thì đó là cái lựa chọn của các bạn. Lý do nào cũng chính đáng cả. Lý do bởi vì em bận,
sao? Bởi vì em biết rồi, tất cả mọi lý do nó đều rất là phù hợp, bởi vì khi các bạn chọn nó đã phù hợp với các bạn rồi. Đấy. Thế nó phù hợp thì mình mới nói ra chứ đúng không ạ? Nên như khi mà bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn vượt qua lý do hoặc là dừng lại trước lý do, thì đó là vì các bạn nha, đây không phải là một tiết học kiểu như là ở trên lớp, không phải một cái gì đó bắt buộc của chúng ta cả, nhưng mình luôn hy vọng là bằng những mỗi ngày một chút, mỗi ngày tiến y tiến điển thì thi này thì sẽ giúp các bạn tốt lên. Thì mình rất mong là các bạn không phải làm bài tập để nộp cho cô Trang, mà các bạn hãy làm bài tập để nộp cho chính bản thân mình để giúp cho bạn tốt lên mỗi ngày vậy nhá. Bây giờ thì cái buổi đọc truyện của chúng ta ngày hôm nay đã hết rồi, và hẹn gặp lại các bạn trong ngày thứ hai tới, thì chúng mình sẽ đọc truyện thiếu nhi với chủ đề đơn giản và phù hợp với các bạn mới học nha. Bây giờ thì chào tạm biệt.